Xin chào quý chị và các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với một cái hệ thống công cụ phân tích khá là hay và cũng được rất là nhiều người phổ biến cũng như là nhiều người sử dụng ở trên thị trường tài chính. Đó chính là cái hệ thống công cụ Ichimoku mà tôi muốn giới thiệu cho các bạn. Chúng ta sẽ vào cái phần indicator và chúng ta sẽ chọn phần custom và chúng ta sẽ chọn cái gọi như thế ngay là cái Ichimoku đây đúng không ạ? Đó, chúng ta sẽ bấm kích chọn. Tất cả các chỉ số chúng ta sẽ để mặc định theo cái của phần mềm MT4. Chúng ta bấm OK. Thì hôm nay tôi phần một tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn nói qua về cái cấu tạo cũng như là cách thức hoạt động của cái Ichi trên cái của viết của người viết. Thì Ichimoku lịch sử của nó là của người Nhật viết và của ông Ichimoku Kinkohio là người đã viết ra cái hệ thống này. Thì tôi muốn giới thiệu cho quý vị cấu tạo các đường và giải thích lý do tại sao mà người ta lại viết ra cái này và những cái ngụ ý của họ là sao. Thì như quý vị đã biết thì với người Nhật là một những người phương Đông thì họ cũng có những cái tư duy về tâm linh và đặc biệt là về phong thủy. Thì cái Ichimoku này nó có trên hệ thống nó có gồm có các đường màu xanh đỏ tím vàng, nó chính cũng là biểu hiện cho cái phong thủy của ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ và cũng khá là đẹp. Và quý vị thấy rằng đây là những cái đường ví dụ màu đường kizun sen đúng không ạ, chúng ta kích vào chúng ta nhìn thấy hiện lên kizun sen thì đây chính là hiện ra màu của thủy đúng không ạ. Đường màu vàng thì là đường có thể là đường trinh câu span là cái đường thể hiện cho lửa vân vân. Thì đấy là những cái những đường thì cấu tạo của nó gồm có tất cả là có đường có 5 đường, đó là đường trinh câu span và đường ten can sen và bên đó là kizun sen. Bên cạnh đó thì có một cái giải đám mây, giải đây người ta gọi là cái giải đám mây Kumo. Đám mây Kumo này được cấu tạo bởi senkou span A và senkou span B, hai đường này song song với nhau và nó được thiết lập tạo thành một cái đám mây. Thì quý vị có thể nhìn thấy rằng cái đám mây này nó được đẩy ra cái đằng trước này 26 đúng không ạ, đẩy ra đằng trước này và nó lùi lại và cái đường trinh câu span thì lại được đẩy lùi lại đó tới chạy đây. Thì cái ngụ ý của ông Kikoyo ông ấy nói rằng thị trường thì ông ấy được giả lập và đường senkou span B được đẩy ra đằng trước là gồm 26 phiên, 26 phiên. Thì vậy chúng ta bức tranh này chúng ta nhìn vào chúng ta sẽ thấy rằng tương lai cái quá khứ tương lai và giá hiện tại, cái giá hiện tại của nó chính là cái giá đang chạy cho quý vị nhìn thấy ngay là quanh cái ví dụ tôi đang ví dụ cặp tỷ giá EU thì giá đang chạy hiện nay đang là ở mức 1.1079 chính là cái giá hiện tại. Như vậy thì cái quá khứ của nó được ghi lại bởi cái đường trinh câu span được lùi lại 52 phiên. Như vậy thì quá khứ của nó quý vị thấy rằng là cái bước sóng này, quý vị nó được ghi lại bởi bước sóng bằng trạc dây đó quý vị nhìn thấy ngay vào và chúng ta nhìn ngay cái bước sóng cái đường đám mây Kumo. Cái đám mây Kumo này chính là gì ạ? Được đẩy ra đằng trước 26 phiên. Như vậy nhìn vào cái bức tranh của Ichimoku chúng ta đã nhìn thấy vào ngay cái quá khứ hiện tại và tương lai của giá này. Như vậy thì những ai hỏi tôi là trước đây 52 phiên thì giá của tỷ giá EU là bao nhiêu thì tôi nhìn thấy ngay các bước sóng các đỉnh của nó đúng không ạ, tôi gióng sang đúng không ạ, đây những cái đỉnh thì tôi đoán được tôi nhìn ra ngay được là cái trước đó là thị trường được tạo lập là giá bao nhiêu vùng bao nhiêu đúng không ạ, nó nằm ngay ở cái mức giá đóng cửa. Vì thế mức giá đóng cửa ngay ở vùng 11.111 chính là cái vùng nó hiển thị ngay ở đây. Đấy là cái quá khứ. Về cái tương lai sẽ được đẩy lên hạ 36 phiên tức là gì? Người ta nó thì thể tin đoán cho quý vị rằng tương lai có thể những cái tỷ giá EU sẽ được nhìn thấy trước cái tương lai nó về quanh cái vùng 1.05. Thì đấy chính là cái bức tranh tổng thể của Ichimoku mà ngụ ý của Ingo gửi muốn gửi đến gửi gắm trong cái hệ thống này. Ấy phần thứ hai về cấu tạo của đường của hệ thống Ichi thì quý vị thấy rằng cái đám mây combo này bản chất của nó là đường cản, vì bản chất là đường cản và tư duy về cản thì cũng giống như các tư duy về kháng cự hỗ trợ thì cái cản này nó bao gồm ý nghĩa là cản động và cản tĩnh. Có cái cản động và cản cản tĩnh của nó thì nó được đẩy ra sau trước thì quý vị thấy là nó luôn luôn đẩy ra cản động cản tĩnh của nó chính là những đường cản ngang. Thì một điều lưu ý rằng đám mây combo càng dày thì biểu hiện cho một cái xu thế cản càng mạnh và xu thế tăng càng bền vững. Tôi ví dụ như quý vị thấy rằng tại những cái vùng giá như thế này, tại những vùng vùng mà đám mây như thế này thì quý vị thấy rằng đám mây khá là dày và lúc đó thì thể hiện được xu hướng gì ạ,
xu hướng tăng khá là bền vững và rất là trụ vững. Cái những mà cái vùng mà quý vị thấy rằng những cái vùng mà đám mây mỏng như thế này thì nó thể hiện cho một cái xu hướng là thì rất dễ bị xuyên thủng. Trường hợp như đây chẳng hạn, quý vị sẽ thấy là tại cái vùng này là một cái đám mây rất là dày, và cái đường Senkel Span B chính là cái đường kháng cự và cái đường hỗ trợ cho cái tỷ giá EU. Và quý vị thấy cái đường đám mây càng dày thì củng cố cho một xu hướng tăng càng mạnh mẽ. Và quý vị thấy rằng hiện nay thì EU đang còn tiếp tục đà tăng trên biểu đồ H1 đúng không ạ? Đó, thì đấy tôi muốn giới thiệu cho quý vị sơ qua về cái bức tranh tổng thể của Ichimoku. Chúng ta nhìn vào chúng ta sẽ thấy được cái giá hiện tại, giá quá khứ và có thể là và giá tương lai, và có chúng ta nhìn thấy ngay là cái xu hướng của Ichi nó sẽ như thế nào. Giá nằm bên trên cái đường giải dây Kumo thì xu hướng sẽ là tăng, giá nằm dưới cái giải dây Kumo thì xu hướng sẽ là giảm. Thì đấy chính là chúng ta sẽ nhìn ngay vào được nhìn vào được cái xu hướng của hiện tại và cái bức tranh tổng thể của Ichi. Thì cái lần sau tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị cách giao dịch theo cái Ichi là như thế nào. Chúng ta sẽ cần phải tiếp tục bám sát theo cái đường Kijun-sen và cái đường Tekan-sen ra sao, và cái tín hiệu vào lệnh và cũng cái áp dụng cái quy tắc của cái hành vi giá như thế nào, thì tôi sẽ hướng dẫn quý vị trong những bản tin tiếp theo. Và cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi phần 1 của Ichimoku của clipforex.com.